Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Thì hiện tại bây giờ em nghe thông tin là ở trong mộ cậu Năm á, có một vị khán giả đem một tấm hình rất là đẹp vào quyến mộ cậu Năm nha, cũng như là tặng trong mộ cậu Năm tấm hình này. Mà biết tấm hình này như thế nào thì mời cô chú chị các bạn theo chân em vào bên trong nha. Wow, thấy khán giả quá chừng đông vậy. Wow. Đây. Chụp hình. Đừng có khiển khán giả như vậy, kêu kêu rồi. Cảm ơn, tuyệt vời đấy, tấm hình đẹp quá. Đây là tấm hình rất là mới nha, của khán giả Mỹ Hòa, Như Ý, Chí Kiên, Hoài Tú, Hoài Thịnh Nguyên, nghệ sĩ dân Vũ Linh. Rồi nghệ sĩ dân dân Vũ Linh luôn mọi người ơi. Thủ nào em ở đâu tới hả? Em ở đâu tới vậy? Bình Dương đi luôn hả? Mà đi chung gia đình lên luôn hả? Một mình hả? Khán giả ngồi quá trời đông mọi người. Tấm hình đẹp quá. Ai em không? Có gì khác không? Đó, mới luôn đó. Mới luôn đó. Mới luôn hả? Em mới lại đó, em đi làm ren lại đó. Ngồi ren đâu, phải kiếp thiếu nhân rồi quay rồi. Mấy nhỏ đây nãy nó kêu rồi. Cái nhỏ nãy hả? Trời. Bên Mỹ, Canada đó. Còn quay chưa? Quay rồi phải không? Đẹp quá. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Tấm hình này là nói chung ra là có chừng đế luôn rồi. Vậy em sẽ review tấm hình luôn, review tấm hình và review cái đế cái cây luôn. Bây giờ là mọi người thấy không, khung này á, khung hình này là nhôm nha, là chống mưa không ướt, giờ để ở ngoài cũng không ướt luôn nha mọi người. Ở phía sau được bọc bằng miếng nhựa luôn nè mọi người ha, là không ướt luôn, là để ngoài mưa ngoài nắng là không bao giờ mà bị ướt gì hết. Tới bây giờ cũng tới mùa mưa rồi mọi người. À, tới mùa mưa rồi. Chắc có lẽ thì chủ nhân cũng thấy được cái mưa gió đó, cho nên chủ nhân đặt cái khung này. Cái khung này là chống ướt nha, chống mưa nha. Còn cái cây này á, cái đế này á, cây này là cũng rất là chất lượng nha, chắc chắn nha. Đó, chắc chắn tại vì kiên cố hơn, tại cái chiều ngã của nó đâu người ha. Mọi người thấy không? Cứng hơn, cứng cáp hơn. Và cái cuốn khung hình này á mọi người là có treo được nha mọi người ha. Đây nè Hải, ở đây anh nhờ xíu Hải. Đây nè chỉ em nè một chi tiết ha. Đây dựa vô đúng không? Đây dựa vô, nhưng mà bây giờ á là phải gỡ cái này ra, gỡ miếng keo ra, dán vô nè, gỡ miếng keo ra giùm anh Hân Trần, gỡ miếng keo ra. Đó, đây nè, đúng rồi, gỡ ra rồi dán vô cái tấm hình nó không có bị bật. Đúng không? Gỡ ra. Gỡ ra dán vô. Dán vô định vô nè. Rồi là không nát đâu nè, đâu gỡ ra, đâu rứt ra đâu. Ok không? Đúng không? Anh cho em hỏi cái cây này cây gì anh? Cây này á, cây này cũng là cây thường thôi, nhưng mà người ta làm rất là chắc chắn đúng không? Nhưng mà em thấy nó quèn quèn giống cây gỗ gì ta? Ai biết cái này là sơn lên thôi em. Sơn lên thôi, chứ không có gì. Cái này thôi mọi người phải gỡ ra dán vô cái là không bao giờ được kinh ra cũng không xuất theo ha, ha các hay không? Đúng rồi. Phát hiện từng chi tiết, review một tấm hình là phải phát hiện từng chi tiết như vậy để khán giả biết được. Nè đâu á, đâu gớt đâu rồi, nè mọi người rất là chắc chắn luôn á, hít vô nó là cái mẹo á mọi người. Nói chung ra thì hồi nãy mất nét ra, nói chung ra thì tấm hình này rất đẹp. Này là tới ngày mới có mười mấy tuổi, như đây là tới bốn người nha mọi người ha, bốn người Ý, Kiều. Trên tấm hình này hình như là có một câu thơ tình ta 20 năm, ai đây chẳng rời nhau phút giây cùng chôm chôm tím thương hoài. Đây này đem hình đây tới mấy người đâu ạ? Bình Dương. Hòa Lợi. Đây là chủ nhân tấm hình mọi người ha. Sáng nè. Bốn người thì anh thấy rồi. Và cũng có tên em đúng không? Tên em là tên nào đâu? Của em là mình bỏ trong. Chí Kiên. Wow. Chí Kiên này của em, Chí Kiên nha, đại diện cho ba bốn người. Ba anh em đúng không?
ba anh em đại diện cho ba người đúng không, em đại diện cho ba người, tại em là người thứ tư. Bức hình đi nha cả nhà. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Vừa nãy giờ em có coi hình của cậu Năm chưa? Mỹ Hòa. Em thấy sao em? Em thấy đẹp không? Rất đẹp. Rồi trong mộng cậu Năm rồi em có vô em có xem trong mộng cậu Năm chưa? Em đến đây bao nhiêu lần rồi? Đây lần thứ hai. Lần thứ hai, lần đầu tiên là em đến gần nhất là vào ngày nào em? Cậu mới chôn. Wow, cậu mới chôn. Lúc chôn đó là em xuống đó là em thấy cái khung cảnh là như thế nào? Em kể giống như tụi anh không? Quá đông phải không? Rồi cứ không nghĩ là đông vậy đúng không em? Đi không được luôn. Tụi anh tác nghiệp mà đứng ở ngoài luôn, không vô đây được luôn á. Em phải đứng ở cổng kia. Trời ơi, em đứng vậy còn đã anh đứng ngoài mé mương luôn. Đó. Rồi cảm ơn em ha. Rồi cảm ơn em đã chia sẻ. Đó, theo em Kiên, em Chí Kiên là đại diện cho ba người đây nè. Chia sẻ. Rồi em Chí Kiên cũng đến đây một lần trước rồi. Lúc mà an táng cậu thì em Chí Kiên có xuống đây. Và em Chí Kiên cũng giống như tụi em, đứng ở phía ngoài rất là đông. Nói chung là sợ đây là một tấm lòng tình cảm của mọi người dành cho cậu Năm cũng như em Chí Kiên. Chung là khán giả đem tấm ảnh này đó nè. Đúng rồi. Thay mặt gia đình đó ha. Đem tấm ảnh này đó cậu Năm. Quá đẹp. Đẹp trai quá. Chụp cái nữa đi. Đẹp trai quá trời, đẹp trai. Ơ gì vậy? Có sao em? Sao? Rồi ta đứng rồi vậy thôi. Được rồi, đi ra. Rồi được rồi em ơi. Được rồi. Rồi về dẫm cho chân của Nhi rồi. Em né không kịp anh nữa. Sao đi Nhi nha. Sự cố khi tác nghiệp mọi người ơi. Có biến so chân nè, thấy không? Đó, mọi người thấy không? Đó, anh em tác nghiệp rồi thấy không? Phải như vậy nè mọi người. Đó, phải công nhận anh Bin sao cái nó đỡ. Đúng không? Đỡ không? Đây. Đẹp quá, rồi đi vô bên trong mà. Rất đẹp luôn. Thật sự mà nói thì tấm hình này rất là đặc biệt luôn mọi người ơi. Anh ánh như kim cương á. Mà mọi người có thấy không, trong đây mỗi lần đem tấm hình tới đây là không bao giờ trùng đúng không Nhi? Là không bao giờ trùng. Tất cả hình ảnh là những khán giả mà đến đây viếng mà tặng cho cậu là không bao giờ trùng tấm nào luôn. Cái tấm này giống như tấm trước nhưng mà nó khác cái là cái ảnh mờ bên trên thêm. Đúng rồi. Thêm cái ảnh mờ đây nè, ảnh mờ nè. Quá tuyệt vời. Rồi thì chắc có lẽ thì em kết thúc video tại đây. Mọi người xem cho em xin một like đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.